Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phre và các anh chị em. Bài phúc âm của Chủ nhật thứ 21 của thường niên này được trích từ phúc âm theo Thánh Luca chương 13 câu 22 tới câu 30 và từ khóa của bài phúc âm này là La porte étroite, cánh cửa hẹp, và chúng ta dịch cho nó thoáng là khung cửa hẹp. Và đây chúng ta để ý là đây là một danh từ và phía sau là một tính từ, và một danh từ với một tính từ đi sau thì không được phép nối, chúng ta phải phát âm là La porte étroite. Và tinh thần của bài phúc âm này đó là lời kêu gọi khẩn cấp của Chúa Giêsu, mời gọi mọi người hãy hoán cải. L'appel là sự mời gọi, huyết răng khẩn cấp, la conversion sự hoán cải, sự trở về. Và sau đây là toàn văn bài giảng của cha Guy Lacour, linh mục của giáo phận Versailles. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Đây là một câu hỏi thì chúng ta phải lên giọng ở cuối câu. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Ne que là chỉ, il y a đổi thành qua thì tương lai là il y aura, sẽ chỉ có rất ít người được cứu thoát phải không? Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Question qui était bien d'actualité à l'époque, puisque certains rabbins affirmaient que tous les Israélites auront part au monde futur. Đây là một câu hỏi mà vào cái thời đó, à l'époque, vào cái thời xa xưa đó, thì nó có cái tính thời sự. Et d'actualité là có tính thời sự, à l'époque, vào thời đó. Puisque, bởi vì có một số giáo sĩ Do Thái đã khẳng định rằng tất cả những người Do Thái thì sẽ được tham dự vào thế giới tương lai. Và trích từ trong một cái tài liệu như thế này, Misma Chandetrain, chương 10, câu 1. D'autres rabbins que ceux qui périssent sont plus nombreux que ceux qui seront sauvés. Ở đây chúng ta thấy có một cái động từ nhóm 2 là động từ périr. Périr thì có nghĩa đơn giản là chết đi. Và ở đây chúng ta lại thấy có chữ cờ, tức là đi theo với động từ affirmer mà chúng ta hiểu ngầm. Nhưng có một số giáo sĩ Do Thái khác thì lại khẳng định rằng số người chết đi sẽ nhiều hơn là những người được cứu thoát. Đây là một câu hỏi vào thời đó có tính thời sự, bởi vì một số giáo sĩ Do Thái đã khẳng định là tất cả những người Do Thái sẽ được tham dự vào thế giới tương lai. Một số giáo sĩ khác thì lại khẳng định rằng những kẻ bị hư mất sẽ nhiều hơn những kẻ sẽ được cứu rỗi. Comme d'habitude, Jésus ne répond pas à la question, ou plutôt, il l'entraîne plus loin. Comme d'habitude là một cái thành ngữ chúng ta phải đọc chung với nhau, như là thường lệ, như là thói quen. Comme d'habitude, như thường lệ, Chúa Giêsu không trả lời cái câu hỏi này, hoặc là nói cho đúng hơn thì Ngài đưa cái câu hỏi này đi xa hơn thế nữa. Động từ répondre đi với giới từ à, trả lời cho ai hay là trả lời cho cái gì thì chúng ta cần để giới từ à, répondre à. Như thường lệ, Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi này, hay nói đúng hơn, người đưa câu chuyện đi xa hơn. Quelle en effet la vraie question? En effet là đúng ra. Đúng ra thì cái câu hỏi thực sự là câu hỏi nào? N'est-ce pas? Est-ce que moi je serai sauvé? Et comment? Qui peut me le dire? Câu hỏi đó có phải là tôi có được cứu rỗi hay không? Và được cứu rỗi bằng cách nào? Ai có thể nói cho tôi điều này? Như thường lệ, Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi này, hay nói đúng hơn, người đưa câu chuyện đi xa hơn. Vậy thì câu hỏi đích thật là gì? Có phải là tôi sẽ được cứu rỗi không? Và được cứu rỗi bằng cách nào? Ai có thể nói cho tôi biết điều này? Personne, mais voici les conditions. Đây là một cái cách nói vắn tắt, tức là không ai có thể nói cho tôi biết được cái điều này. Không ai cả, nhưng sau đây là một số các cái điều kiện. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Động từ s'efforcer de, cố gắng. Anh hãy cố gắng đi vào bằng cái khung cửa hẹp. Où se trouve cette porte étroite? Nhưng cái khung cửa hẹp này nó nằm ở chỗ nào? Elle est dans ma vie de tous les jours. Câu trả lời là cái khung cửa hẹp này nó nằm trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Mais tout d'abord, une remarque de bon sens. Nhưng trước hết chúng ta phải lấy lương tri mà chúng ta nói một điều như thế này, tức là de bon sens, tức là không có thể chối cãi được. Plus je suis chargé, encombré,
plus une porte me paraît étroite. Ở đây chúng ta thấy có cái cấu trúc là plus, plus, càng, càng làm cái việc này thì lại càng xảy ra cái chuyện này. Tôi lại càng bị chất nặng, tôi lại càng mang nặng bao nhiêu, càng mang những cái thứ cồng kềnh bao nhiêu, thì cái cánh cửa dường như lại càng chật đi bấy nhiêu. Il me faut m'alléger, me détacher de certaines choses non nécessaires, futiles, et sans doute de l'encombrante personne qui est moi-même, disait avec humour Saint Thomas More, traduisait de mon ego prédominant. Tôi phải làm cho con người của tôi nhẹ đi. Ở đây chúng ta thấy trong động từ alléger có tính từ léger. Léger là nhẹ, alléger là làm cho nhẹ đi. Động từ phản thân s'alléger, tôi phải làm cho bản thân tôi nhẹ đi. Me détacher de, détacher là kéo cái gì, dứt cái gì ra khỏi cái gì. Bây giờ chúng ta dứt chúng ta ra khỏi, như vậy chúng ta có thể dịch là tôi phải từ bỏ, tôi phải thoát khỏi. Là động từ se détacher đi với giới từ de. Tôi phải thoát ra khỏi một số những thứ không cần thiết, những thứ là viển vông, phù phiếm, futile là tức là chóng qua, và sans doute là không còn nghi ngờ gì nữa, tôi phải thoát khỏi. Như vậy chúng ta phải để ý cái động từ se détacher, se détacher de với những cái này này là tức là thoát khỏi, rũ khỏi. Và động từ se détacher phải đi với cái phía sau nữa là phải rũ bỏ, phải dứt khoát với cái con người cồng kềnh là chính tôi. Đó là cái cách nói một cách hài hước của Thánh Thomas More. Thánh Thomas More đã nói là chúng ta phải từ bỏ ngay cả chính cái bản thân cồng kềnh là chính bản thân mình. Traduisez de mon ego prédominant. Ở đây chúng ta lại thấy giới từ de nữa và chúng ta hiểu ngầm nó đi với động từ se détacher de. Tức là tác giả nói là anh em hãy dịch như thế này này, chúng ta phải rũ bỏ, chúng ta phải thoát bỏ cái bản ngã của mình, cái bản mã này mang cái tính chế ngự. Không ai có thể nói cho chúng ta biết điều đó, nhưng sau đây là những điều kiện. Anh hãy ra sức đi vào bằng khung cửa hẹp. Nhưng khung cửa hẹp nằm ở chỗ nào? Khung cửa hẹp được thấy trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng trước tiên, bằng tất cả lương tri, chúng ta có một nhận xét như sau. Càng mang nặng thì cánh cửa càng có vẻ chật hẹp. Vậy thì tôi phải bỏ bớt gánh nặng đi, phải từ bỏ những thứ không cần thiết, những điều phù phiếm. Và như Thánh Thomas More đã nói, chúng ta chắc chắn phải từ bỏ cái con người cồng kềnh là chính bản thân mình. Các bạn hãy dịch là chúng ta phải từ bỏ cái bản ngã mang tính vượt trội. Mais Jésus parle de l'effort qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Nhưng Chúa Giêsu đang nói về cái nỗ lực mà chúng ta cần phải có để đi vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Parler de là nói về. Ces efforts se présentent à nous le plus naturellement du monde. Những cái nỗ lực này thực hiện, được trình bày, được hiện ra cho chúng ta một cách tự nhiên nhất. Anh si. Như vậy, le moindre geste d'attention aux autres, la moindre parole bienveillante, chaque tentative que je fais pour me dominer, pour ne pas céder à mon propre plaisir ou à ma mauvaise humeur, mais au contraire pour aller vers quelqu'un qui a besoin de moi, est toujours un pas qui me fait avancer et même passer par la porte étroite. Ở đây chúng ta cái câu này nó hơi dài mà thực chất là cái cấu trúc của nó rất là đơn giản. Trước hết chúng ta coi le moindre, moindre là một tính từ, đây là cách so sánh nhỏ nhất của chữ petit. Vậy một cái hành động nhỏ nhất để lưu ý, để quan tâm tới người khác, attention không phải là chú ý mà là quan tâm tới người khác. Một cái cử chỉ nhỏ nhất khi chúng ta quan tâm tới những người khác, một cái lời nói đơn giản nhất, ở đây chúng ta cũng có cái tính từ moi thật là nhỏ nhất, chúng ta đừng dịch là lời nói nhỏ nhất, một cái lời nói đơn giản nhất, đơn sơ nhất mà mang cái tính khoan dung. Và mỗi lần chúng ta cố gắng tentative và là thử sức, là cố gắng mà tôi làm để chế ngự bản thân tôi. Domine là mình chế ngự một cái đối tượng nào. Bây giờ mình chế ngự chính bản thân mình, động từ se domine, để không phải céder à mon propre plaisir. Propre là một tính từ, khi đứng trước một danh từ thì mang nghĩa là của riêng. Nếu nó đứng sau danh từ thì mang nghĩa là sạch sẽ. Đây là một trong một số ít các tính từ, khi nó thay đổi vị trí của nó thì mang một nghĩa khác. Céder à là nhượng bộ. Và
Mỗi cái cố gắng mà tôi cố gắng để cho đừng phải nhượng bộ cái thú vui của bản thân mình, cũng như là nhượng bộ, ở đây chúng ta lại có giới từ à nữa, con xin đánh đậm cái chữ này. Tức là cái chữ động từ sd nó đi với hai cái giới từ. Giới từ thứ nhất là đi với ma mon propre plaisir, và giới từ thứ hai nó đưa dẫn tới cái danh từ là ma mauvaise humeur. Như vậy mỗi khi tôi có một cái cố gắng để chế ngự bản thân mình, để mà cho đừng phải chiều theo cái vui thích của riêng mình, và đừng cứ chiều theo cái sự cáu gắt, sự cáu bẩn của bản thân mình, nhưng ngược lại tôi đi về hướng một người nào đó, người đó đang chờ đón tôi, đang cần tới tôi, thì tất cả những cái chuyện này, từ ba cái hàng này là cái chủ ngữ của cái động từ này, thì luôn luôn là một bước đi, ampa là một bước chân, và nó làm cho tôi tiến bước, và có nó làm cho tôi đi qua cái khung cửa hẹp. Con xin trình bày lại cái câu này, bởi vì nếu mà ai không thấy được cái cấu trúc câu thì rất là khó dịch. Đâu là chủ ngữ của động từ être, e là một bước chân, nó đưa tôi đi về phía trước và nó làm cho tôi có thể bước ngang qua một cái khung cửa hẹp. Thì con xin thưa, đó là toàn bộ cái ba cái hàng bên trên này. Như vậy, một cái cử chỉ nhỏ nhất có tính lưu ý quan tâm tới người khác, một cái lời nói đơn sơ nhất mang tính khoan dung, một cái sự cố gắng mà tôi làm để chế ngự bản thân mình, để cho đừng có chiều theo cái vui thích của cá nhân mình, để đừng có chiều theo cái sự mà khó chịu, cáu gắt của tôi. Tất cả những chuyện này, con xin lỗi và thêm một cái nữa, nhưng mà ngược lại, chúng tôi sẽ đi về cái con người đang cần tới tôi. Tất cả những cái nỗ lực này, tất cả những cái công việc này luôn luôn là một bước đi giúp chúng ta tiến về phía trước, và ngay cả giúp chúng ta đi ngang qua khung cửa hẹp. Chaque fois que je ne rends pas le coup injuste que l'on m'a infligé, chaque fois que je dis oui à une croix que j'ai apportée, je fais un bout de chemin par la porte étroite qui mène au royaume. Đây chúng ta cũng thấy cấu trúc câu nó rất là đơn giản. Mỗi khi tôi làm việc này thì, ở đây chúng ta phải dịch cái chữ thì sau cái phẩy này. Mỗi khi tôi không đáp trả lại, tôi không có trả đũa lại một cái cú mà nó bất công người ta gán cho tôi. Infliger là ép buộc ai, gán cho ai. Injuste là bất công. Rendre le coup, người ta đánh mình một cái, mình trả đũa lại một cái, đó là động từ rendre le coup. Mỗi khi mà tôi không có trả đũa cái việc mà bất công người ta đã làm cho tôi, mỗi khi mà tôi nói lời xin vâng với một cái thánh giá mà tôi cần, mà tôi bắt buộc phải mang, thì đó là tôi đang đi một bước đường tới cái khung cửa hẹp, và khung cửa hẹp này nó đưa dẫn tới vương quốc của Chúa. Ở đây con xin nhắc lại là je dis oui, ở trong ngoặc kép là cái cách nói mà chúng ta thường dịch là con xin nói lời xin vâng. Mỗi khi mà tôi nói lời xin vâng với một cái thánh giá mà tôi phải mang, đó là tôi đang đi một bước, thêm một bước nữa tiến tới khung cửa hẹp, và khung cửa này dẫn tới vương quốc của Chúa. Par cette image de la porte étroite, Jésus nous redit le sérieux et même la difficulté de la condition humaine, et en même temps la nécessité absolue de se convertir sans cesse aux valeurs de l'Évangile. Chúng con xin gạch dưới cái chữ động từ này, se convertir là mình trở về, mình hoán cải, và cái việc hoán cải trở về với một cái đối tượng, đó là giới từ ô, giới từ à. Bằng cái hình ảnh là khung cửa hẹp, Chúa Giêsu lại nói với chúng ta một cái điều rất là nghiêm túc, rơ đi. Trước đó Chúa đã nói rồi, bây giờ Chúa lại nói một lần nữa một cái điều rất nghiêm túc, và Chúa nói những cái khó khăn của thân phận con người là condition humaine, và đồng thời Chúa cũng nói như vậy, necessité là objet của động từ rơ đi này, nói chuyện này là một, nói chuyện này là hai, nói chuyện này là ba. Chúa Giêsu nói lại và cho chúng ta một cái điều rất nghiêm túc, và đồng thời cũng nói cho chúng ta về những khó khăn của thân phận con người, và đồng thời cũng nói cho chúng ta về về cái sự nhu cầu, về cái sự cần thiết tuyệt đối là phải trở về không ngừng với những giá trị của phúc âm. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta về những nỗ lực phải làm để có thể đi vào nước trời. Những nỗ lực này hoàn toàn rất tự nhiên. Vì vậy, chỉ một cử chỉ nhỏ nhất thể hiện sự quan tâm với kẻ khác. Chỉ một lời nói đơn giản nhất thể hiện lòng khoan dung.
Mỗi cố gắng chế ngự bản thân hay cố gắng từ bỏ một điều vui thích riêng, từ bỏ một tâm trạng bực bội của mình và đến với những ai đang cần mình, tất cả những điều đó đều là những bước chân đưa chúng ta tiến bước và vượt qua khung cửa hẹp. Mỗi khi chúng ta không trả đũa những cố Mỗi khi chúng ta không trả đũa những cú xúc phạm bất công của kẻ khác, mỗi khi tôi nói lời xin vâng với thánh giá phải mang, thì đó là tôi đang tiến một đoạn đường đến nước trời qua khung cửa hẹp. Với hình ảnh khung cửa hẹp, Chúa Giêsu lặp lại với chúng ta một điều rất nghiêm túc và cũng là những điều kiện của thân phận con người, và đồng thời cũng nhắc lại cho chúng ta sự cần thiết tuyệt đối phải không ngừng trở về với những giá trị của phúc âm. Jésus continue avec l'image de la porte qui cette fois est fermée. Và bây giờ Chúa Giêsu lại tiếp tục nói về hình ảnh của một cái cánh cửa nó bị đóng sập trở lại. Il y a un véritable risque de rester dehors, à l'extérieur du royaume, parce que nous aurions fait le mal et que notre vie serait incompatible avec celle du royaume de l'amour. Thực sự có một cái mối nguy cơ mà chúng ta phải đứng ở bên ngoài nước trời là một cái nguy cơ có thật, bởi vì có thể chúng ta đã làm một cái điều gì sai quấy, và bởi vì chữ cờ này là đi theo chữ Pascal và người ta không muốn nhắc lại chữ Pascal một lần thứ hai. Ở đường trước chúng ta thấy có cái suy luận là bởi vì chúng ta có thể đang làm một cái chuyện gì xấu, và bởi vì ở chỗ này chúng ta cũng phải hiểu là Pascal, và bởi vì cuộc đời chúng ta có thể là không tương thích với cuộc sống của vương quốc của tình yêu. Cell này là đi với vi và người ta không muốn nhắc lại nữa. Incompatible là phản nghĩa của compatible, là tương thích, ở đây là không tương thích. Chúa Giêsu tiếp tục với hình ảnh của một cánh cửa lần này bị đóng kín. Nguy cơ phải đứng bên ngoài nước trời là có thật, bởi vì có lẽ chúng ta đã làm một cái điều xấu nào đó, và có lẽ bởi vì cuộc đời chúng ta không tương thích với cuộc sống của vương quốc tình yêu. Con xin nhắc lại một chút, đây là chữ cờ này, và chúng ta đó là một cái chữ Pascal mà người ta không muốn nhắc lại. Như vậy ở đây chúng ta cũng phải dịch là bởi vì, ở trên đã có chữ bởi vì rồi, chữ này ạ. Và phía sau chúng ta cũng phải dịch, đây là một cái chữ bởi vì. Con xin đọc lại cái chữ này, nguy cơ phải đứng bên ngoài nước trời là có thật, bởi vì có lẽ chúng ta đã làm một cái điều xấu nào đó, và có lẽ bởi vì cuộc đời của chúng ta không tương thích với cuộc sống của vương quốc tình yêu. Jésus adresse à ceux qui le connaissent à nous un appel urgent et insistant pour s'engager dans une vraie attitude de conversion. Donc de adresser quelque chose à quelqu'un, tức là gửi gì đến cho ai, gửi một cái điều gì hướng tới một ai. Chúa Giêsu đang gửi tới cho chúng ta là những người đã biết Ngài một cái lời kêu gọi khẩn thiết và khẩn khoản nài xin, để yêu cầu chúng ta dấn thân, chúng ta cam kết có một cái thái độ đích thực, là một cái thái độ trở lại. D'autres venant des quatre vents qui ne l'ont pas connu ni fréquenté se verront ouvrir la porte, car leur vie sera faite de tous ces passages de portes étroites que nous avons évoqués et qui les ont fait connaître du maître de maison parce qu'ils ont vécu selon son esprit. Chúng ta là như vậy, chúng ta là người biết Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu đang gửi cho chúng ta một lời kêu gọi khẩn thiết là phải cam kết có một cái thái độ trở về hoán cải. Nhưng còn những người khác đến từ bốn phương, ở đây tác giả dùng cái cách văn hoa đó, đến từ bốn hướng gió, đến từ bốn phương trời, những người khác đến từ khắp mọi nơi, những người này không biết Chúa và cũng không tới gặp gỡ làm quen với Chúa, frequente là hay lui tới, không biết Chúa và không gặp gỡ Chúa, thì những người này cũng sẽ nhìn thấy một cánh cửa mở ra cho họ, bởi vì cuộc đời của họ cũng sẽ được làm bằng những cái đoạn đường có những cái cánh cửa hẹp như chúng ta đã nói ở bên trên. Ở đây participe passé có chữ S là do bởi nó phù hợp với COD đi trước. Một quy tắc được phát biểu là khi một COD đứng trước một participe passé thì hai chữ này phải phù hợp với nhau vì giống vào số. Chữ cờ này là thay cho đi chữ đi trước là passage, thì đây là một danh từ số nhiều masculine, chúng ta thêm S. Như chúng ta đã nói ở bên trên, và những cái đoạn đường này sẽ làm cho họ nhận biết chủ nhân của ngôi nhà,
bởi vì họ đã sống theo tinh thần của thần khí. Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi những kẻ đã nhận biết Người là chúng ta đây là hãy cam kết hoán cải một cách đích thực. Còn đối với nhiều người khác đến từ những nguồn gốc khác nhau mà chưa nhận biết gặp gỡ Chúa thì cánh cửa vẫn mở ra với họ, bởi vì cuộc đời họ sẽ được cấu thành bằng những việc đi ngang qua những khung cửa hẹp như chúng ta đã nói ở bên trên, và những cánh cửa này sẽ làm cho họ nhận biết chủ nhân của ngôi nhà bởi vì họ cũng đã sống theo thần khí. Ne nous étonnons pas de voir le Christ annoncé pour le royaume un renversement de situation humaine. Ở đây chúng ta thấy renversement này, ta động từ renverser. Renverser theo cái nghĩa thông thường là chúng ta làm cho một cái gì mất ổ ụp trở lại. Chẳng hạn như một người đi đường bị một cái xe nó đụng và ngã nhào ra cũng là renverser, một cái đồ vật gì mà chúng ta hất cho nó đổ ngược lại. Ở đây là một cuộc, là một cái sự nghĩa bóng, là một cái sự hoán cải, một sự trở về. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rằng động từ s'étonner de faire quelque chose, chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rằng Đức Giêsu, Đức Kitô loan báo một cái sự đảo lộn hoàn toàn các cái hoàn cảnh của con người để hướng tới nước trời. Oui, il y a les derniers qui seront premiers et les premiers qui seront derniers, comme dans le Magnificat. Vâng, cũng giống như ở trong kinh Magnificat, có những người cuối cùng rốt hết sẽ được đưa lên hàng đầu và có những người trước hết sẽ được hạ xuống thành những người cuối. Encore une fois, toute familiarité superficielle avec le Christ, toute piété sans conversion ferait trouver la porte fermée. Và một lần nữa chúng ta cần phải nhận xét như thế này, tất cả những gì mà làm quen mà với Chúa Kitô một cách hời hợt, familiarité là một sự thân mật, một sự làm quen với Đức Kitô, nhưng mà superficial ở cái bề mặt, ở cái bên ngoài, tức là một cách hời hợt, tất cả những sự đạo đức piété mà không có sự trở về thì tất cả những chuyện này sẽ đưa chúng ta tới một cánh cửa bị khép kín. Ở đây chúng ta cần để ý la piété khác với la pitié. La pitié mà chúng ta thấy ở trong kinh thương xót đó, đó là sự lòng xót thương. Còn la pitié là sự mộ đạo, sự đạo đức. Nous sommes invités avec insistance par le maître de la maison, Jésus lui-même, à entrer par la porte étroite pour nous introduire dans la compagnie d'Abraham, Isaac et Jacob et de tous les prophètes, et bien sûr, en sa compagnie plus qu'amicale divine. Ở đây chúng ta trước hết coi en compagnie de, dans la compagnie de, hoặc là en sa compagnie, tức là cùng đi với, cùng một đoàn, cùng một nhóm, cùng đi với. Và ở đây chúng ta được mời gọi, động từ invité phải đi với giới từ à. Chúng ta được mời gọi với một sự khẩn khoản bởi chủ nhân của ngôi nhà là chính Chúa Giêsu, được mời gọi phải làm cái công việc này, đi với giới từ à, được mời gọi đi vào bằng khung cửa hẹp để chúng ta s'introduire dans, chúng ta cùng tháp nhập vào với nhóm của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob và cùng với tất cả các ngôn sứ. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng được tháp nhập vào với người sa compagnie hơn là bạn bè nữa, mà là thần linh. N'hésitons pas, chúng ta đừng có lưỡng lự. Avançons sans peur avec lui en passant par ces portes étroites qui se présentent à nous. Ne nous accompagne-t-il pas? Chúng ta hãy tiến bước và đừng có sợ, là tiến bước một cách không sợ hãi với người bằng cách đi ngang qua những khung cửa hẹp này, và những cái khung cửa hẹp này nó hiện diện khắp nơi đối với chúng ta. Ne nous accompagne-t-il pas? Đây là một câu hỏi đặt ra, chẳng lẽ Ngài không đồng hành với chúng ta hay sao? Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy Chúa Kitô loan báo một sự đảo lộn các hoàn cảnh của con người để hướng đến nước trời khi Người nói, đúng vậy, những kẻ sau hết sẽ trở thành những người trước hết và những kẻ trước hết sẽ trở thành những người sau hết, giống như lời kinh Magnificat. Cần nhắc lại một lần nữa là sự gần gũi với Đức Kitô một cách hời hợt bên ngoài, một sự đạo đức mà không có lòng hoán cải thì ắt sẽ dẫn đến một cánh cửa đóng chặt. Chúng ta được chủ nhân của ngôi nhà là chính Chúa Giêsu tha thiết mời gọi hãy đi vào khung cửa hẹp để chúng ta được chung phần với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob,
cùng với tất cả các ngôn sứ, và dĩ nhiên là chung phần với Thiên Chúa một cách mật thiết hơn, một cách thần linh. Vậy chúng ta đừng do dự mà hãy mạnh dạn tiến về phía trước bằng cách vượt qua những khung cửa hẹp trước mắt. Chẳng lẽ Chúa chẳng đồng hành với chúng ta hay sao? Amen. Con xin kính chào tất cả mọi người.